Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát Thêu. Khi ấy, Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng: Lạy Cha là Chúa trời đất, con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người khôn ngoan thông thái biết những điều ấy, mà lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Mọi sự đã được Cha ta trao phó cho ta, không ai biết con trừ ra Cha, và cũng không ai biết Cha trừ ra con và người mà con muốn mặc khải cho. Hãy đến với ta, hỡi tất cả những ai khó nhọc và gánh nặng, ta sẽ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của ta và hãy học cùng ta, vì ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, và các ngươi sẽ tìm được sự thanh thản cho tâm hồn, vì ách của ta thì êm ái và gánh của ta thì nhẹ nhàng. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn Hùng Vù, hôm nay thật là đặc biệt là chúng ta không dâng lễ trong thánh đường, nhưng mà lại ở nơi đất mà chúng ta được gặp gỡ nhau, không những lần này mà còn nhiều lần nữa, và lần cuối cùng có lẽ là mỗi người chúng ta sẽ được mọi người khênh nhà đây có đây rồi. Đấy chính là cái đặc biệt mà chính đây tôi mới thấy rằng là mỗi người chúng ta đều có một cái chốn đi về. Như là tác giả của ông Trịnh Công Sơn, ông đã nói là cuộc đời là một chốn, một cõi đi về, đi rồi lại về. Về lúc về đây là chính là về lòng quê cha đất tổ, về lòng đất mẹ, để chúng ta biết là đây chính là cái tư tưởng mà tác giả có thể nói rằng là các những người như ông Trịnh Công Sơn chỉ biết chút chút rồi thôi. Ông có thể nghe được một chút nào đó ở nơi Kitô giáo mà ông biết được. Nhưng đối với chúng ta những người có Chúa đó, thì chúng ta biết rằng đây chính là mầu nhiệm mà chính Chúa Giêsu đã nói như trong bài phúc âm: Lạy Cha, con xưng tụng Cha vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết biết, mà lại tỏ cho những con người bé mọn. Tỏ biểu giấu cái gì? Thừa giấu về cái mầu nhiệm nước trời, giấu về cái mầu nhiệm là sau cái chết ra nó còn có một sự sống vĩnh cửu mà chúng ta đang hôm nay đang mong chờ. Chúng ta đang nó còn ở đó, là chính là cái cội nguồn của niềm hy vọng của chúng ta. Thì hôm nay ta lại nhớ lại có một câu chuyện mà Đức Cha Đức Hồng Y, bây giờ là Đức Hồng Y mà qua đời, người qua đời rồi. Lúc ấy ngài còn làm cha giám đốc, ngài dạy chúng viện ở Mỹ, ở Hà Nội. Từ năm 1958 thì ngài có giảng ở ngoài lễ ở cũng ở nghĩa địa như thế này. Ngài nói về câu chuyện như thế: khi một đám tang đưa đi, thì tất cả mọi người ở trong cái làng, trong xóm ấy, là người ta ra đi để mà chào mừng. Có cả những người thông khóc, rồi người ra đi một đưa đi một cách rất là trinh trọng, và có lẽ không ai là còn có cái niềm vui gì cả. Nhưng cảm thấy rằng đó là một cái sự vĩnh biệt
lỗi với người ra gì. Như vậy cho nên chúng ta mới thấy được là đó chính là cái nhìn và là mà cho chúng ta thấy được là chính Kitô giáo đã cho chúng ta thấy được là ở trong cuộc sống này cái chết nó là cái nơi làm cho chúng ta không cần gặp người gỡ nhau nữa. Tức là cái nơi mà làm cho chúng ta không còn thể nào mà nấn đá chờ đợi mà có thể thay đổi được cái quyết định của người. Đó là quyết định từ trời, đó là cái mầu nhiệm mà Chúa Giêsu đã nói là không ai biết được ngoại trừ là Chúa Cha và Chúa Con biết rằng nó cái có một cái gì đó chúng ta đi về cõi hằng sống đấy. Nhưng mà cũng có một cái cùng trong câu chuyện đấy, Đức Cha Tùng lúc bây giờ là cha giám đốc, ngài đã nói là khi đi đến thì có những em bé ra cánh đồng hái những bông hoa nhỏ ở giữa cánh đồng đưa về trong lại để theo gần cái hang cái quan tài. Có nghĩa là đó, có nghĩa là chính những các em không biết gì nhưng mẹ các em thấy người khác đưa tiến người thân ra thì khóc lóc nhiều hay là cũng buồn lạ bã đưa đi, nhưng mà các em cũng góp phần vào để các em cũng tiến đưa người thân của mình, đó là những bó hoa, những cái gì đó nói lên là sự vĩnh biệt, mặc dù không gặp nhau nữa nhưng tin rằng sẽ có ngày gặp nhau. Và những cái bó cái bông hoa các em vặt lên đó, chỉ là một hoa dại ở ngoài cánh đồng thôi, nhưng nó nói lên đó là chính là tình cảm của các em đó. Nó chính là cái gì mà chúng ta thấy được là nó khác nhau lắm. Và có cả những người mà rất là buồn tuổi, rồi có những người cũng không có cái gì ái ngại cả, lấy cho các em là như vậy. Thế rồi chúng ta mới thấy làm sao khi đi về đến gần nghĩa địa, thì đi vào cái cổng nghĩa địa thì nó có cái chữ Latin lúc bây giờ cha giám đốc người đọc là Mortuis Moriguri, thì tôi có nghĩa là những người sắp chết kể là dân cho người đã chết. Mortuis là người đã chết, Moriguri là những người sắp chết. Vậy là cái câu khẩu hiệu ấy đã làm cho chúng ta hiểu rằng lại có một cái mầu nhiệm nữa là chúng ta tất cả là chúng ta sẽ chết, cả người đưa đám và người đã ra đi cũng ta cũng sống nhau cả rồi đấy. Để cho chúng ta thấy là cái sự chết nó làm cho chúng ta giống nhau đó. Nó có cái hay là nó lại làm cho chúng ta trở nên giống nhau. Có một người khác nữa thì nói rằng ở cái nghĩa địa này không còn cái gì là khác nhau cả, người nào đã nằm xuống rồi thì là cũng là xác đất vật rèn, cũng chỉ có ba tấc đất mới thật là nhà. Thế rồi có trong nghĩa địa chúng ta cũng thế thôi, có những người đã đi xe hoa nhà lầu xe hơi hay là những cái gì đó có thể là lớn hơn nữa, nhưng có những người chỉ có mỗi túp lều tranh để mà nằm và chờ cho được ngày bữa cơm ăn cho nó đo bụng, không có đấy, nó khác nhau ở cái cuộc sống. Nhưng mà đến bây giờ mà chúng ta đi vào trong cái nghĩa địa này là chúng ta giống nhau hết, không là khác ai cả. Là có một cái điều này nên cha Nguyễn Tần Thường thì cũng nói câu chuyện này như thế này, thì nói rằng là đi trên sông Hằng. Thế thì khi mà đi trên sông Hằng thì có lẽ là chúng ta chưa đến, nhưng mà những người mà đi tham quan hay là đi thì người ta đi trên mặt đường ở phần sông thì ta tưởng nhớ là có những cái đám tang đã được giải, người ta đã trên nốt xác người ta vào thì gửi xuống dòng sông luôn. Và như thế linh mục Nguyễn Tân Thường ngày nói rằng tôi đi đây nhưng mà tôi cảm thấy như là tôi đang đi ở trên của cái dòng sông, và dưới đáy nó là cái gì, đó là những cái sọ người cả, những người giàu người nghèo tất cả là đang ở dưới lùng cùng với nhau cả, chẳng khác nhau gì cả. Cái người giàu nhất và cái người nghèo nhất hôm nay cũng lòng cùng, chỉ có giống nhau là còn mũi sọ
đấy, nó lại là một bài học cho chúng ta, cho chúng ta thấy là chính chúng ta mặc dù thế nào đi nữa thì chúng ta cũng sẽ giống nhau. Cái chết nó sẽ làm cho chúng ta trở thành những con người giống nhau trước mặt Chúa. Có lẽ cái khác nhau là gì sau này chúng ta sẽ nói. Nhưng hôm nay khi đứng ở nghĩa địa này, chúng ta thấy được tất cả các ông bà, quý ông bà của chúng ta, có thể là các cụ ba bốn đời, nhưng mà trước đây chúng ta thì hôm nay cũng đã về nằm với ba tấc đất rồi. Thế cho nên là bối với chúng ta cũng thế thôi, chắc chắn là một ngày kia chúng ta cũng sẽ nằm vậy. Là nếu như chúng ta không đến được sông Hằng để mà xem những cái người họ đang thiêu xác thì người ta rảy xuống dòng sông, gửi xuống dòng sông. Nhưng chúng ta cũng biết rằng khi xác thì chúng ta vào đây thì chúng ta cũng như mọi người, cái quan niệm về sự chết nó không có từ ai, hay là cái chết nó không có từ ai ta. Có một bài khác nên ông lại từng có suy nghĩ thế này. Khi mà cái thằng cái thử tử thần á, nó đến khi nó ra mặt á, thì nó đến thì tất cả những cái người ấy thì bao nhiêu là những cái ngũ triều thiên, rồi các cái vũ, có thể nói có cả giám mục nữa hay là ngũ gì nữa, có tất cả. Nó đem lên cái chân cào ba răng rồi đó, nó cào vào một cái, nó cho vào lửa hết, không có gì cả, chết là hết rồi, mà không còn cái quyền lợi nào cả, mà chỉ có mỗi lòng mến Chúa và yêu người mà chúng ta còn đem theo thôi, chứ còn không còn cái gì. Vua Chúa còn quyền các hoàng hậu cung phi nữa, thế là sạch chẳng còn gì. Đấy, đó là sự thật. Tôi nói lạy Cha, chi con ta ơn Cha vì Ta đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy. Vì từ đây nó làm cái màu nhiệm lắm, màu nhiệm lắm mà chúng ta nhiều khi ngài nói ra, bởi vì nó ngược với cái suy tư của chúng ta, thì chúng ta không suy được. Thôi thì hôm nay nói tắt nó vắn tắt như vậy kiểu dài quá, nhưng mà tôi biết rằng mỗi người chúng ta đều có lo cho cái chết của mình, chính mình. Chúng ta cũng thế, như mọi người đều có ngày cuối cùng. Như tôi đã nói lúc đầu, hôm nay ra thần lễ hôm nay trọng thể, như thế nào rồi cũng có ngày mà con người ta lại dân là cường này khinh chúng ta ra đây, hay nói là đưa chúng ta ra đây để rồi chúng ta vào lũ rồi lấp rồi và xuống, thế là hết đời của chúng ta đó. Thế rồi xin quý ông bà và anh chị em, mỗi khi dâng lễ chúng ta hãy nhớ là cái chân lý này, là Chúa Giêsu đã chết, chúng ta sẽ chết, nhưng chỉ có thế này, có cái điều là Chúa đã sống lại thì chắc chắn rằng những ai tin vào Chúa sẽ sống lại. Đấy là cái điều quan trọng nhất. Và xin Chúa thương ban cho chúng ta cũng được nói như mẹ Maria và các thánh, luôn luôn tin tưởng vào sự quan trọng của Chúa, tin tưởng một cách chắc chắn, đừng sợ hãi rằng chúng ta sẽ được sự sống đời đời vì Chúa, như Đức Mẹ và các thánh. Amen.